Bình Dương điều động bổ nhiệm loạt lãnh đạo sở. Ngày 6 tháng 9, tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Tín, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, giữ chức vụ trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Trước đó, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương là ông Bùi Minh Chí được điều động chỉ định làm bí thư thị ủy Tân Uyên. Ngoài ra, tỉnh ủy Bình Dương cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động phân công ông Trịnh Đức Tài, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đến công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở. Ông Trịnh Đức Tài về nhận nhiệm vụ thay cho ông Lê Minh Quốc Cường, nguyên Giám đốc Sở đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cũng trong đợt này, bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.